Thank you.
nào. Ok, xin đây, xin. Đi đây, lên sân khấu dùm anh hai cánh đi, cứ đoạn qua cò cuối á, cò nước của đại học hiệu quả, lên sân khấu dùm anh đi. Rồi kết thúc rồi các bạn. Tạm biệt idol. Tạm biệt đội lăn siêu rồng Hằng Anh Đường. Cảm ơn các bạn. Dạ các bạn thật thiệt. Biết là Hằng Anh Đường từ lúc còn nhỏ là mấy anh chú Hằng. Từ lúc nhỏ xíu là con coi nhạc thiếu nhi là Hằng Anh Đường mà nhảy qua mai qua thung với muốn sư tử ngoài bãi biển đó. Bữa nay là lần đầu tiên có cơ hội để gặp trực tiếp Hằng Anh Đường luôn các bạn. Ồ, biết đánh võ không? Mai mốt mình chế cái môn mà chú địa múa côn. À, chế thiểu môn đó. Ông địa múa côn. Rồi xin chào bà Hằng Anh Đường. Hẹn gặp lại và cảm ơn chú Hằng. Dạ. Dạ đoàn về mạnh khỏe. Chào. Chào. Gánh xuống múa nữa nha. Bye bye. Hẹn gặp lại.
Biết ai trong đó không? Cảm ơn. Biết ai trong đó không? Dạ. Nói đúng cái. Trong xe nó chở ai? Chở cái đầu rồng. Ờ. Xe chở đội lăn xương rồng. Tên gì? Hằng Anh Đường. Dạ, ờ, dù sao cũng cảm ơn bạn. Bạn đã đại diện Bạc Liêu. Cảm ơn mọi người đến đây chung vui và biểu diễn. Dạ, 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 cảm ơn bạn nhiều.